Quý vị, ngày 27 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại 64 điểm cầu ở 63 tỉnh thành. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Trừ trường hợp dịch COVID-19 quá phức tạp, nhiều nơi giãn cách xã hội mới tính đến phương án lùi hoặc thêm đợt thi. Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật tính đến 24 giờ ngày 26 tháng 5, cả nước có 18 học sinh lớp 12 trong diện dương tính với SARS-CoV-2 F0 và gần 400 học sinh trong diện F1, chủ yếu tập trung ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Nếu tính cả học sinh lớp 12 trong diện F2 và diện cư trú tại vùng đang bị phong tỏa thì con số lên tới hàng ngàn. Tính tới sát ngày tổ chức kỳ thi, có thể số lượng thí sinh trong diện F0, F1, F2 sẽ gia tăng là địa phương có tình hình dịch bệnh Covid-19 vô cùng phức tạp, Bắc Ninh đã dự kiến hai phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh. Phương án 1, khi kiểm soát được dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra theo đúng lịch thi và kế hoạch của Bộ cho từng nhóm thí sinh. Phương án 2, nếu sau ngày 20 đến 25 tháng 6, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, Bắc Ninh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Tương tự tại tâm dịch Bắc Giang cũng lên phương án chi tiết cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 theo lịch của Bộ Giáo dục và đào tạo, số còn lại sẽ thi đợt 2 và xem xét cả phương án tổ chức thi cho học sinh đang cách ly. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thành phố có 88.774 thí sinh dự thi với 160 điểm thi, 3.868 phòng thi. Thành phố đã chủ động có những phương án thi và giải pháp ứng phó trong mùa dịch. Trong đó, thành phố đã đầu tư cấp ngân sách trang bị các phương tiện phòng chống dịch, cung cấp hơn 1 tỷ đồng để trang bị nước rửa tay và khẩu trang. Đồng thời thành phố cũng nghiên cứu thực hiện các điểm thi dự phòng cho thí sinh thuộc diện F1, tùy tình hình diễn biến dịch cụ thể. Ông Nguyễn Hữu Độ cũng đề nghị các địa phương xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi. Ngoài ra, nếu có điều kiện, các địa phương có thể xét nghiệm cho 100% thí sinh dự thi trước ngày thi để sàng lọc trường hợp có liên quan tới dịch COVID-19.